Rồi thấy thêm một voi nữa, như vậy đôi voi. Bàn hoàng như đang đi ăn hoàng từ này, chặt gỗ đã lên xong. Chặt gỗ đang lên. Vâng, bên Alonso thì đang chọc vào nhà màu 7. Vâng, 3 màu 7 và 3 màu rừng như đã kín. Kinh thế nhỉ. Bài hoàng nhi là bài khó lên đời cho bài phô này, một cái bài phô mà khó quá. Còn bài của thứ nhất trận này, bài của Alonso thì nói chung ăn quả kia thì cũng được, bởi vì quả chỉ còn 5 cây thôi.